Theo Phật giáo, Atula là một trong sáu cõi luân hồi. Cõi Atula được coi là nơi sinh sống của những chúng sinh có nhiều tham vọng, ganh tị và hiếu chiến, các tên gọi khác nhau như Atatla, Atola, Atola, Atolak, Atulun đều là Atula, tiếng Phạn là Asura, dịch là vô đoan chính. Atula Nam Tực miêu tả là những chiến binh mạnh mẽ, hung hãn và hiếu chiến, thường có ngoại hình không đẹp, thể hiện qua khuôn mặt dữ tợn, xấu xí, thân hình to lớn, lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không hài hòa, trông có phần đáng sợ. Biểu cảm và khuôn mặt thường biểu hiện sự tức giận, ganh ghét và hung bạo, đôi mắt lớn và lộ rõ sự thù hằn, đôi khi có nhiều mắt, miệng rộng với răng nanh dài và sắc bén. Thường mặc trang phục chiến đấu, áo giáp hoặc quần áo rách rưới mang theo vũ khí như gươm, giáo, đinh ba hoặc cung tên, thể hiện tính cách hiếu chiến và hung hãn. Họ thường có lòng đố kỵ mạnh mẽ, luôn cố gắng tranh giành quyền lực và phúc lợi. Tính cách nóng nảy và dễ tức giận nên họ dễ bị kích động và thường xuyên tham gia vào các trận chiến, thậm chí với cả các vị thần và chiến đấu cạnh tranh lẫn nhau. Họ luôn muốn có nhiều quyền lực hơn và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình. Mặc dù thường dựa vào sức mạnh, nhưng họ thông minh và xảo quyệt, vì thế họ cũng có khả năng lên kế hoạch và dùng mưu mẹo để đạt được mục đích. Atula nữ thường được miêu tả là rất xinh đẹp, quyến rũ và có vẻ ngoài hấp dẫn, thân hình cân đối, mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ. Họ có khuôn mặt đẹp, thanh tú, biểu hiện sự kiêu sa và cuốn hút với đôi mắt sáng, sắc sảo và lấp lánh, có thể biểu hiện sự hiền từ hoặc xảo quyệt. Atula nữ thường mặc trang phục lộng lẫy, ưa thích màu sắc rực rỡ, đeo nhiều trang sức như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, đôi khi còn có vương miện. Họ ưa thích để tóc dài, suôn mượt và được trang trí bằng nhiều phụ kiện. Giống như Atula nam, họ cũng có lòng đố kỵ, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại đối đầu. Atula nữ thường rất trung thành và sẵn sàng bảo vệ gia đình và cộng đồng của mình khỏi mọi nguy hiểm. Xinh đẹp và quyến rũ với vẻ bề ngoài nhưng tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đôi khi rất xảo quyệt. Sự quyến rũ của họ thường được sử dụng để đạt được mục đích và lợi ích riêng. Trong Phật giáo, Atula dù đẹp hay xấu đều thể hiện sự bất an, ganh ghét và đầy tham vọng, dẫn đến sự đau khổ và phiền não, chính là những đặc điểm đặc trưng của cõi Atula trong luân hồi. Nhân duyên nghiệp báo sinh vào cõi Atula. Atula là những chúng sinh được sinh ra do kết quả của việc gieo các nhân. Một, hạ phẩm thập thiện, đây là những hành động thiện nhưng không hoàn toàn thanh tịnh và vẫn mang tính ganh tị, hiếu thắng. Hai, nóng giận và hiếu chiến, những người thường hay nóng giận, ưa tranh cãi và luôn muốn thắng thua dễ dàng tái sinh vào cõi Atula. Theo kinh nghiệp báo sai biệt, có 10 nghiệp phải chịu quả báo làm Atula. Một, thân làm các việc ác nhỏ, những hành động xấu từ thân thể. Hai, miệng làm các việc ác nhỏ, những lời nói không đúng, gây hại. 3. Ý làm các việc ác nhỏ, những suy nghĩ, ý định xấu. 4. Nổi lên kiêu mạn, tự phụ về mình. 5. Nổi lên ngã mạn, tự hào về bản thân, không coi trọng người khác. 6. Nổi lên tăng thượng mạn, kiêu ngạo hơn người, cảm thấy mình vượt trội hơn người khác. 7. Nổi lên mạn lớn, tự mãn, tự hào quá mức. 8. Nổi lên mạn tà, kiêu ngạo dựa trên những hiểu biết sai lầm hoặc tà kiến. 9. Nổi lên mạn quá mạn, kiêu ngạo quá mức, không còn giữ được sự khiêm nhường. 10. Đem các thiện căn hồi hướng về đường Atula, khi những công đức thiện lành được hồi hướng hoặc dùng cho đường Atula. Kinh Chánh Pháp Niệm giải thích rằng sự chịu quả báo làm Atula thường là do ba nguyên nhân chính, sân, mạn và nghi. Những người có sự kiêu ngạo, tự mãn, hoặc nghi ngờ sẽ dễ rơi vào đường Atula. Câu chuyện trong Kinh Tạp A Hàm, một trong các bộ kinh trong Đại Tạng Kinh. Kinh này chứa nhiều bài giảng về nhân quả, nghiệp báo và những câu chuyện liên quan đến các chúng sinh trong các cõi khác nhau. Nội dung đoạn kinh như sau. Thời kỳ tiền kiếp, một Atula trước đây là một người nghèo sống gần sông. Người này thường phải vác củi qua sông, nhưng nước sông chảy xiết và sâu. Người ấy đã nhiều lần bị nước cuốn đi đến mức suýt chết, nhưng may mắn vẫn thoát được. Một ngày, khi một vị Phật Bích Chi đến nhà người nghèo để khất thực, người này đã vui vẻ cúng dường và khi vị Phật ăn xong đã bay lên trời. Người nghèo khổ thấy vậy bèn phát nguyện rằng, kiếp sau, xin cho thân thể của tôi lớn lao đến mức bất cứ dòng nước nào cũng không ngập quá đầu gối. Nhờ vào nguyện lực này, người nghèo khổ đó đã được tái sinh thành Atula với thân thể rất khổng lồ. Nước bốn biển lớn không còn ngập quá đầu gối của hắn. Atula này đứng trong biển lớn, thân thể vượt lên trên cả núi Tu Di và chống tay vào đỉnh núi, không mình xuống để nhìn trời đau lợi. Ý nghĩa, đoạn kinh này minh họa về cách các nhân duyên và phát nguyện trong quá khứ có thể dẫn đến quả báo trong các kiếp sống sau. Nó cũng phản ánh sự chuyển hóa từ một hoàn cảnh nghèo khổ sang một hình thái sinh tồn khác biệt và khổng lồ trong cõi Atula, chứng tỏ sức mạnh của nguyện lực và sự thay đổi trong nghiệp báo. Các bậc của Atula. Atula được chia thành 4 bậc, tùy thuộc vào nơi họ sinh sống và đặc điểm của họ. 1. Atula ở cõi trời, Thiên Atula. Đặc điểm, giống với các vị trời,
có quyền năng và phúc báu nhưng vẫn có tính ganh tị và hiếu chiến. Chỗ ở, sống ở các cõi trời nhưng không hoàn toàn thanh tịnh như các vị thần Deva. 2. Atula ở cõi người, nhân Atula. Đặc điểm, giống người, sống trong thế giới con người nhưng thường có tính cách nóng nảy, hiếu chiến. Chỗ ở, sống giữa loài người và thường gây ra tranh chấp, xung đột. 3. Atula ở cõi quỷ, quỷ Atula. Đặc điểm, giống quỷ, mang những đặc điểm hung dữ và đáng sợ. Chỗ ở, sống ở cõi quỷ, thường gây ra nhiều tai họa và phiền não. 4. Atula ở cõi súc sinh Atula. Đặc điểm, giống với các loài súc sinh, có những đặc điểm của động vật nhưng vẫn mang tính hiếu chiến. Chỗ ở, sống trong thế giới của súc sinh, thường gây ra tranh đấu và xung đột với các loài khác. Kinh luận về Atula. Vì Atula không có chủng loại và nơi ở nhất định, họ có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong các cõi luân hồi. Do đó, trong một số kinh điển, Atula được coi là thuộc về ngũ đạo hoặc ngũ thú, bao gồm thiên đạo, nhân đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo, do là những chúng sinh có tính cách nóng giận, hiếu chiến và ganh tị, dẫn đến cuộc sống đầy rẫy tranh chấp và phiền não. Họ có thể sinh sống ở nhiều nơi khác nhau và mang những đặc điểm của các loài chúng sinh ở cõi đó, nhưng chung quy lại đều thuộc về ngũ đạo hoặc ngũ thú trong luân hồi Phật giáo. Atula ở cõi trời cũng có cung điện thất bảo và sự ăn mặc tự nhiên giống như chư thiên. Thực phẩm, mặc dù họ ăn các món trân vị, nhưng thức ăn thường hóa thành bùn sau khi ăn. Mưa và thời tiết, thay vì mưa hoa hoặc châu báu như ở cõi trời, mưa nước ở cõi người thì ở cõi Atula, mưa xuống là những binh khí và dao gậy. Loài Atula có tâm trạng sân hận và tranh đấu, điều này làm cho họ khó khăn trong việc tu tập theo chánh pháp và giải thoát. Về thân hình và kích thước, theo phẩm Atula Luân trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Ba, Atula có thân hình cao 84.000 do tuần và miệng rộng mỗi bề 1.000 do tuần. Các kinh điển khác như Kinh Trường A Hàm 20, phẩm Atulân trong Kinh Đại Lâu Tháng 2 và Kinh Khởi Thế Nhân Bản 5 mô tả sự tích và chỗ ở của Atula, tuy nhiên kích thước và hình dạng có thể thay đổi trong các truyền thuyết khác nhau. Nghiệp nhân và hình tượng. Nghiệp nhân, Atula sinh ra từ ba loại nghiệp chính, sân hận, mạn, kiêu mạn và nghi ngờ. Hình tượng của Atula rất đa dạng. Một số thuyết mô tả Atula với nhiều đầu, tay và các đặc điểm như miệng phun lửa, thân to lớn. Ví dụ, 9 đầu, 1.000 mắt, 990 tay, 6 chân và thân to gấp 4 lần núi Tu Di. 1.000 đầu, 2.000 tay hoặc 10.000 đầu, 20.000 tay hoặc 3 đầu, 6 tay. Có thể có 3 mặt màu xanh đen, giận dữ, lõa hình và 6 cánh tay. Các miêu tả này có thể khác nhau tùy thuộc vào các truyền thuyết và trường phái Phật giáo cụ thể. Atula, với bản chất sân hận và tranh đấu, thường được mô tả là một loại sinh linh mạnh mẽ nhưng gặp khó khăn trong việc tu tập và đạt giác ngộ. Theo Kinh Chánh Pháp Niệm, Atula cư trú ở 5 vị trí khác nhau. 1. Trên mặt đất, trong núi Chúng Tướng, nơi có sức lực của loài Atula yếu nhất. 2. Phía bắc núi Tu Di, đi xuống biển khoảng 21.000 do tuần, nơi có Atula tên là La Hầu, thống lãnh đám Atula. 3. Đi sâu xuống biển thêm 21.000 do tuần, nơi có Atula tên là Tráng Kiện. 4. Đi sâu xuống biển thêm 21.000 do tuần, nơi có Atula tên là Tràng Hoa. 5. Đi sâu xuống biển thêm 21.000 do tuần, nơi có Atula tên là Tỳ Ma Chất Đa. Loài này phát ra âm thanh rất lớn xuyên suốt lên mặt biển, tự xưng là Atula Tỳ Ma Chất Đa. Các vị trí này đều nằm dưới nước hoặc trong khu vực biển rộng lớn, chứng tỏ Atula có sự phân bố rộng lớn và sự tồn tại ở các khu vực xa xôi khác nhau trong vũ trụ. Cõi Atula được miêu tả trong Kinh Chánh Pháp Niệm và các luận lớn có các đặc điểm như sau. 1. Y phục và ăn uống. Atula có y phục tự nhiên, được làm từ 7 loại bảo vật quý giá, đẹp đẽ và tinh khiết, tương tự như trang phục của chư thiên. Những y phục này không cần phải lao động hay nỗ lực để có được. Thức ăn của Atula hiện ra ngay khi họ muốn, tùy theo ý thích của họ, có hương vị ngon không kém gì của chư thiên. Tuy nhiên, có một điểm là khi ăn xong, phần cuối cùng của thức ăn sẽ biến thành bùn xanh. Điều này giống như Long Vương ăn đủ 100 món ngon nhưng miếng cuối cùng lại biến thành cốc nhái. 2. Sự khác biệt so với con người. Mặc dù Atula có những điều kiện sống tốt hơn so với con người trong nhiều khía cạnh như y phục và thức ăn, nhưng sự biến đổi của thức ăn cuối cùng cho thấy rằng những tiện nghi này không hoàn toàn trọn vẹn hoặc không duy trì được lâu dài như mong đợi. Điều này tạo ra sự khác biệt giữa Atula và các chúng sinh khác, đặc biệt là so với con người. Cõi Atula có nhiều điều kiện sống về vật chất tốt hơn so với cõi người, song vì những yếu tố không hoàn hảo như sự biến đổi thức ăn nên cõi Atula không hoàn toàn thỏa mãn như cõi người. Kinh Trường A Hàm miêu tả một trận chiến giữa Atula và chư thiên. Chúa Atula cảm thấy bị xúc phạm khi các vua mặt trời và mặt trăng cứ đi lại trên đầu mình. Ông ta quyết định bắt các vua mặt trời và mặt trăng làm bông tai. Từ đó, Atula trở nên giận dữ và quyết định tấn công chư thiên.
Atula sai hai chúa Atula là Xá Ma Lê và Tỳ Ma Chất Đa cùng các đại thần chuẩn bị khí giới và kéo nhau đi đánh chư thiên. Hai long vương lớn là Nang Đà và Bạc Nang Đà cúng thân quanh núi Tu Di, làm rung chuyển núi và tạo ra sóng lớn. Trời Đao Lợi cảnh báo các long vương, quỷ thần phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Đế Thích báo động lên trời Tha Hóa Tự Tại và các chư thiên khác. Đế Thích ra lệnh nếu quân mình thắng, sẽ dùng 5 sợi dây trói Atula Tỳ Ma Chất Đa và đưa về Thiện Pháp Đường để xem xét. Atula cũng tuyên bố rằng nếu thắng, sẽ dùng 5 sợi dây trói Đế Thích và đưa về Thất Diệt Đường để xem xét. Trận chiến diễn ra mà không bên nào bị thương nặng, nhưng việc va chạm gây ra đau đớn. Đế Thích hóa thành nghìn mắt, cầm chày kim cương và phun lửa để đối phó. Atula thấy Đế Thích như vậy đã bỏ chạy, Tỳ Ma Chất Đa bị bắt và trói giải về. Khi gặp Đế Thích, Tỳ Ma Chất Đa đã buông lời mắng nhiếc. Đế Thích trả lời, ta muốn cùng ngươi thảo luận về đạo nghĩa, không cần dùng lời lẽ thô lỗ. Ngươi đã phá giới và gây chiến với ác tâm. Dù ngươi đã thực hành nhiều hạnh bố thí, nhưng vì kiêu mạn như vậy, nên phải chịu quả báo này. Đoạn kinh phản ánh sự xung đột giữa kiêu ngạo của Atula và sự chính nghĩa của chư thiên. Nó nhấn mạnh rằng dù Atula có sức mạnh và tài năng, nhưng vì kiêu ngạo và hành động ác, nên phải nhận quả báo xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này về cõi Atula và những câu chuyện thú vị liên quan. Hy vọng rằng những thông tin và hiểu biết trong video đã giúp các bạn khám phá và hiểu sâu hơn về thế giới bí ẩn của Atula. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và người thân để cùng khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị khác. Đừng quên để lại ý kiến và câu hỏi của bạn dưới video, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.